đốm lửa đây. Định là chiều nay không có định nướng đâu, nhưng mà do là cái nhà bên cạnh họ nướng cho nên mình thúc mình quá, mình cũng phải nướng. Mình cũng phải nướng, nhưng mà hồi nãy á mình đem cái lò này ra nè, cái xong cái anh bên nhà cái bên á, ảnh hỏi cái này là cái gì, thì mình nói là cái lò nướng theo kiểu Việt Nam của tao là vậy á. Đó, cho nên là hôm nay là nướng ngoài ý muốn, không phải là ngoài ý muốn mà là ngoài kế hoạch. Bây giờ đang hì hục nhóm lửa đây. Trời ơi, hồi đó ở Việt Nam á, nhớ hồi đó Việt Nam nhóm lửa là nghề của mình á. Đó, nhóm lửa mà nghề là nghề của mình mà không biết bây giờ còn bén vậy không, nhiều khi cũng không còn bén vậy nữa, cho nên nhóm nó cũng xì xà. Mình chỉ nướng sơ sơ thôi, không có nướng nhiều, mình nướng sơ sơ, nướng ít chảo tôm để ăn nè, rồi nướng sauce để ăn thôi, không nướng nhiều. Còn mọi người thấy nhúm lửa còn chuyên nghiệp không? Các bạn hâu quá. Ông ngoại thấy nhúm lửa còn chuyên nghiệp không? Thấy chưa mọi người? Nghe nhúm lửa vẫn còn bén lắm, cho nên nhúm một cái là lửa cháy liền ngay lập tức. Cháy liền ngay lập tức. Rồi bây giờ mình bỏ xo xịt lên mình nướng. Thế là có cái ăn. Đây, xo xịt hôm trước mình nướng xo xịt tươi, còn giờ cái này mình nướng xo xịt này nó hung khói chút đỉnh rồi. Thơm lắm luôn ha. 5 phút nữa thôi là thơm lắm. Không tới 5 phút nữa, 2 phút nữa. And sau đó mình sẽ đi hái xà lách. Thấy chưa, hôm nay là hái xà lách ngoài vườn vô ăn liền luôn á. Rồi ngoài sausage ra thì đây mình có, đây nè mọi người, cái này special nha. Cái này là chảo tôm. Trời ơi ngon tuyệt vời luôn á mọi người. Cái chảo tôm ở Việt Nam á là cái này á, mình nhét cái thường ta hay nhét cái cùi mía vô phải không, mà ở đây mía mắc quá với lại cũng không có nữa, cho nên là nhét cái cùi xả vô, nhưng mà thơm ngon lắm, mọi người tin mình đi. Thôi rồi bây giờ trong lúc mình chờ đợi cho cái này nó chín thì mình sẽ đi hái later để coi coi. Lửa chưa có lớn đâu cho nên là không biết cái bốc nào luôn á. Nướng xong rồi cắt ăn liền luôn nè, giảm chưa. Nhưng mà do hôm nay nắng quá cho nên nó bị héo quá rồi, chứ bình thường buổi sáng là tươi lắm luôn á. Cách sơ bộ ăn thôi. Gì chứ rau húng là nhà mình không thiếu rau húng. Ngó qua ngó lại là chỗ nào cũng thấy rau húng, nên không thiếu rau húng. Nhưng mà ăn đi để nó già. Rồi, thôi đủ rồi. Hái nhiều quá. Hái
nhiều quá ăn không có hết được. Tại tủ lạnh nó lạnh quá nó bị chín lạnh nên mình cũng không thích để tủ lạnh đâu, mình ăn rồi mình ra mình hại thôi. Cũng thích để tủ lạnh lắm. Đó. Có mùi bốc lên. Oh shit. Có mùi. Cảm ơn mọi người. Đó giống như nãy mình nói á, là dự định là không có nướng đâu. Nhưng mà tất cả là do cái anh Tây bên kia là anh nướng nên mình ghét con lấy là mình nướng. chứ để là coi như một nhà nướng mà một nhà ngồi hửi á là chịu không nổi luôn á, gió nó cứ bay qua đây á là nó thơm chịu không nổi luôn á, cho nên là nhà bên kia nướng nhà mình cũng phải nướng luôn. Chứ để mình hửi mùi chịu không nổi. Ok, định là chiều nay nấu cơm ăn nhưng mà thôi nướng thì chiều khỏi nấu cơm tao rồi, bây giờ sao sẽ chắc cũng chưa chín đâu. Ừ, thơm quá nhưng mà chưa chín. Bây giờ vô đây rửa rau xong rồi ăn luôn. Tại vì rau này ở nhà trồng á cho nên là chỉ cần sợ là bụi thôi chứ gì hết á, chứ hoàn toàn là không sợ gì hết, chỉ sợ bụi thôi cho nên. Đúng kiểu Việt Nam luôn á mọi người. Coi như là đằng ra sau hè rửa rau xong rồi đứng rửa rau vậy nè. Đó. Rồi ăn thôi. Việt Nam luôn á, thấy chưa? Mình có dự định á là mình muốn làm cái mái nhà mình nói ra đi theo mình á là làm cái mái nhà ngoài rồi. Thì cái nhà này nè mình muốn làm cái mái để cover hết luôn, tức là mưa nó không có ướt á, cho nên là coi như nếu mà làm vậy là nguyên mùa hè mình ra mình ở luôn, ở trong nhà. Cái gì nó không có cái mái cho nên mưa nó ướt. Rồi, rớt rồi sạc. Nó chín chưa? Nghĩ cho sao xịt lấy cái dao cứ cuối nó ra. Thơm quá mọi người ơi. Oh shit shit. Tôm này nó mau chín lắm. Thơm chưa? Mọi người thấy mùi bốc lên tá lả chưa? Trời ơi thơm quá. Thơm quá mọi người ơi. Thơm thiệt là thơm chảo cơm này. Mình rớt cái điện thoại xuống là thơm lắm á. Thơm thịt cũng chín rồi nè. Mùi chịu không nổi luôn á. Coi như là chiều nay là khỏi ăn cơm rồi đó. Ăn dày cũng với rau thôi. Mày nghĩ đây gà nữa không? Nói vừa ngồi ăn gì vừa trở cũng được.
Thank you.